giả đã quay trở lại với channel của chúng mình, những khoảnh khắc khó đỡ của trọng tài trong thể thao. Rạng sáng ngày 7 tháng 9, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã bất ngờ bị rút quyền thi đấu ở giải quần vợt Mỹ mở rộng năm 2020 sau khi anh đánh bóng trúng người nữ trọng tài biên ở trận đấu với đối thủ Paulo Carreño Busta ở vòng 4 đơn nam. Hậu quả là nữ trọng tài này đã té ngã và ngồi trên sân và cần đến sự chăm sóc của mọi người. Các giám sát trận đấu đã tiến hành thảo luận trong hơn 10 phút. Ban tổ chức quyết định xử thua Djokovic và cho Busta giành chiến thắng. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai được chúng mình đính kèm ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất từ channel của chúng mình nhé. Tố Hài không tự sinh ra và mất đi. Tố Hài chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy nên, nếu bạn vốn dĩ mang trong mình khả năng có thể khiến người khác không thể nhịn cười, thì đừng vì bất cứ một lý do gì mà thay đổi để trở nên khép kín hơn, mà hãy cứ khiến mọi người phải hé môi cười theo một cách khác phù hợp hơn, như cái cách mà những vị trọng tài vui tính sau đây đã làm nhé. Với những khán giả còn lạ lẫm với bộ môn bóng bầu dục thì khung cảnh của một trận đấu của môn thể thao này mới sộc sệt làm sao. Từ hướng di chuyển của cầu thủ đến cảnh mà họ chèo kéo và xô đẩy lẫn nhau hay một cú ném bóng đơn thuần đều rất khó đoán, đến mức những vị trọng tài có kinh nghiệm với bộ môn này lâu năm còn không thể tránh khỏi được những lúc bị các cầu thủ va phải hay vô tình ném bóng trúng mặt. Tính ra công việc của trọng tài bóng bầu dục không hề đơn giản chút nào các bạn nhỉ. Đây là trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Racing Club de Lens trong khuôn khổ Ligue 1 mùa giải 2014-2015. Xét về kết quả thì trận đấu chẳng có gì bất ngờ khi đội bóng thủ đô nước Pháp đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1. Điều đáng nói ở đây là trong bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho PSG ở phút 56, chân sút Edison đã khiến hậu vệ Gbamin của đối thủ phải nhận thẻ đỏ. Và sau khi thực hiện thành công cú sút penalty, tiền đạo người Uruguay cũng bị trút quyền thi đấu bởi pha ăn mừng theo kiểu xạ thủ ngắm bắn. Chỉ 2 phút sau, tiền vệ đầu cắt moi, à không, Le Monnier của Lens cũng phải rời sân sau pha đẩy người lộ liễu của mình. Hệ quả là 3 chiếc thẻ đỏ đã được rút ra trong vòng chưa đầy 5 phút. Không biết trước khi ra sân cầm còi, vợ của vị vua áo đen đã nói gì với ông ấy. Trong tình huống này, có lẽ vì mặc áo bị ngược hoặc vì có một điểm nào đó không thoải mái, nữ tay vợt đã quyết định cởi áo ngoài và mặc lại ngay trên sân khiến trận đấu bị hoãn lại đôi chút. Ngay lập tức, trọng tài đã thị uy rằng, ở đây chúng tôi không làm như vậy, điều đó là phạm luật. Dù không biết kết quả ra sao hay có đúng là điều luật cấm như vậy hay không, nhưng theo chúng tôi, đó là một pha xử lý rất linh hoạt của nữ tay vợt và trọng tài nên nhân nhượng và đưa ra những chính sách khoan hồng cho những bông hồng. Đứng trước một tình huống đá phạt góc, cầu thủ Mihailovic của Chicago Fire đã thực hiện một cú treo bóng khá tốt trong vòng cấm của đối thủ. Một người đồng đội của anh đã chọn vị trí chính xác và bật nhảy tung cú đánh đầu trả ngược vào trong để một cầu thủ khác dứt điểm. Nhưng bóng lại chạm vào tay của một cầu thủ đối phương rõ như ban ngày, mà hơn nữa lại còn ngay trước mặt trọng tài. Trớ trêu thay, vị vua áo đen này lại làm ngơ với những gì vừa xảy ra, mặc cho một cầu thủ của Chicago Fire có chạy theo và phân bua gắt gỏng. Một pha xử lý mà chúng tôi xin phép từ chối hiểu đến từ vị trí của trọng tài.
Trên sóng màn hình là một trận đấu thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA giữa hai đội Chicago Bulls và Miami Heat. Trong khi hai đội đang căng thẳng trong từng pha lên bóng, thì bỗng dưng trận đấu bị dừng lại mà không cần tiếng còi vì trọng tài Bắc Chính ở đây đã nằm sân và cần có sự chăm sóc của nhân viên y tế dù ông đang di chuyển ở vị trí trống trải và không nhận phải một tác động nào ngoài tác động từ trượt chân. Ngoài việc đề nghị những nhân viên hậu cần của sân bãi lưu tâm hơn trong công tác, chúng ta mạnh dạn đề nghị món Ensure vào thực đơn hàng ngày của vị trọng tài này. Nhìn vào đây thì có lẽ là một trận đấu taekwondo bình thường, nhưng thực ra nó lại mang hơi hướng dẫn dắt có cốt truyện của một đạo diễn điện ảnh. Từ hai thí sinh lao vào đấm đá túi bụi nhau sau tín hiệu bắt đầu của trọng tài chính, đến khi người cầm cân nảy mực can hai vận động viên ra vì những đòn đánh phạm luật, thí sinh áo trắng vẫn cố tình vượt biên để tấn công đối thủ, và cái kết là trọng tài mới chính là trùm cuối, ông nổi nóng và cân hai, hay thậm chí là cả những trọng tài vào căn ngăn trước khi bị khống chế hoàn toàn. Chúng ta chắc hẳn chẳng còn xa lạ gì với câu nói người tính không bằng trời tính, và đây chắc chắn là tình huống quá phù hợp để sử dụng câu nói này. Khi cầu thủ số 29 của đội trang phục sọc trắng đen đã rất tinh ý mặc hai chiếc áo tương tự đều có tên và số áo của mình để có thể cởi áo ăn mừng trong pha lập công của mình, nhưng những tính toán của anh vẫn không thể nào thoát khỏi những toan tính của vị vua sông cỏ. Và sau tất cả, Huxley vẫn phải nhận cái kết thật chua xót cho pha ăn mừng quá khích của mình với một chiếc thẻ đỏ. Hãy nhìn vào những thước phim ngắn này để thấy sự khốc liệt của những môn thể thao đối kháng, đặc biệt là Muay Thái và quyền Anh là gắt gỏng đến nhường nào. Sự nguy hiểm luôn rình rập không chỉ với những vận động viên mà ngay cả trọng tài cũng phải cực kỳ thận trọng với những bước di chuyển và chọn thời khắc can thiệp của mình, vì nếu họ sai một ly thì sẽ bất tỉnh vài tí. Brazil luôn là nơi đem lại nhiều cảm xúc nhất trong giới túc cầu. Từ những cầu thủ thi đấu như những vũ công đem vũ điệu samba vào bóng đá, những con người chơi bóng vì nghệ thuật hay vì tiền tài, danh vọng, đến những cây hài kịch hàng đầu thế giới như vị trọng tài đỏng đảnh với trang phục hồng cánh sen cùng với những pha di chuyển ngộ nghĩnh như phim hoạt hình và phong cách phạt thẻ không giống ai. Đúng là Brazil chưa bao giờ khiến những tín đồ bóng đá cảm thấy thất vọng. Một lần nữa chúng ta có thể thấy rõ sự khốc liệt của bộ môn quyền Anh khi một vận động viên bị đối thủ knock out và tiếp tục phải đón nhận những đòn đánh chí mạng trong trạng thái vô thức. Nhưng ở một khía cạnh hài hước hơn thì vận động viên bị hạ đo ván đã có một hành động bấu víu vào trọng tài không muốn rời. Trên thực tế là do vận động viên này đang bị choáng nặng sau đòn đánh của đối thủ, nhưng nhìn qua thì rất giống với những người vừa rít một hơi thuốc lào thật dài và đang bám lấy trọng tài để xin một cốc nước đá, hồng trở về với trạng thái bình thường. Các bạn ấn tượng với tình huống nào nhất? Hãy bình luận bên dưới video này nhé. Nếu thấy video thú vị, đừng quên ấn like và subscribe kênh cũng như nút chuông thông báo nhỏ nhỏ để kết nối với chúng tôi nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.